dính rồi, dính dính rồi. Ồ, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Đâu có cá không? Có. Tuần này chúng đi hả? Ngày này cũng đi. Ồ, được 3 con. Cá gì đây? Cái này cá sơn hả? Sơn. Dạ cá. Ồ, cá đẹp quá ha. Yeah. Cá này câu giờ thì về nuôi nó có sống trời. Về khó nuôi lắm chú ơi. Câu giờ nó đâu mà đúng không? Ở cái này mình là không nuôi... đây cá biển mình khó nuôi lắm. Cái này là phải nước mặn đúng không? Dạ đúng rồi, cá nước mặn mà. Trời ơi. Này giống cá giò ta. Về sống nhưng mà nuôi lâu ngày thì không được. Cái này chú, bè ngón không? À, bè ngón gì vậy? Mình vẫn chưa biết cá nhá là cái gì. Cá nhá là cái xương xanh đó. Cái xương xanh hả? À. Nó dài đúng không chú? Ờ. À. Cái mỏ nó dài đúng không? Đồ vậy là cái nhồng hả? Cái nhồng cá hả? Trắng. Cái nhồng màu trắng. Còn cái đó là màu xanh hả? Cái là cái xương nó màu xanh thôi. À, nó có màu xanh luôn. Nó màu xanh luôn hả? Bữa anh ta thấy con cá nhồng chắc bằng cái bắp chân á. Lội dưới nước không? Dạ, bên kia. Còn ở bên đây lâu lâu thấy một đàn cá to lắm. À. Kiểu cá chim nữa đồ á. Giờ thua, giờ kêu tìm thua nước đục rồi. Mày có đi đáy không đấy? Đây thường màu gì chú? Đỏ hay đen? Đen hả? Muốn nào ngon hơn? Đỏ. Đi bẻ màu đỏ ngon hơn. À. Sao cái lúc hạt còn nó phối nhau là màu đỏ màu đen luôn. À. Chú tuần nào cũng bơi cũng câu hết rồi hay là hàng ngày? Có lúc thứ hai chú bê, lúc rảnh nói chung là rảnh lúc nào đi lúc đó cho là với lại sống ở Nha Trang này không có mấy chuyến ra nơi này thì phí quá đúng không? Đó nên là phải một là đi núi rồi là cũng biển đúng rồi. Chợ nhà làm gì đúng không chú? Quy bu à? Đi tò. Mày chú mày hỏi làm YouTube hả? Mày cũng có làm YouTube, mày nó làm cho vui thôi. Làm cho vui, quay cho vui thôi. Mình đi bữa nào thì mình quay bữa đó cho vui. Mình đang YouTube của các thứ. Chú nổi tiếng chứ à. Ngày nào nổi tiếng thì quay chú nha. Tên gì? Tên ông Hồng hả? Honanaga. Honanaga. Honanaga hả? Con là trong từ khoảng trồng đó. Rồi dính rồi. Ồ, dính rồi. Hình như quay này đẹp hơn con Việt Nam thôi. Sủa. Dạ. Ủa dính đá hả chú? Nó ăn không nó gì chứ chui vô đẻ hả? Nhưng mà có dính cá không? Chưa biết nữa. Chưa biết. Gần không để con lội xuống coi ra. Đứt lưới luôn hả? Chụp. Mấy cá khùng quá mày. Không có kẻ băng keo dán sắt nữa.
mấy đứa làm chút có mấy đứa nó cũng nào hiểm ghê chứ. Dạ. Đi đường đi núi đi đồ đi đi dữ lắm. Mấy chi phí đó phải mình phải ở nhà phải có sẵn rồi chứ. Chi phí cao lắm. Dạ. Cơm hả? Ừ. Mình có ướp không chú? Không, để tươi. Để tươi luôn hả? Nhưng phải tươi hả? Tươi nó chứ mà chất lượng. Nó có mùi không? Nó có mùi sẵn luôn hả? Tươi nó chất lượng hơn. Thấy ông anh trong Đồng Nai ông đi câu hồ á. Ông phải mua mấy cái thính á. Mua thính của Trung Quốc á. Mấy cái chai mà mắc tiền lắm, mấy trăm nghìn một chai cái mùi á. Rồi mỗi loại của cá là cứ mỗi một loại mùi. Là phải cá chép là cái đó chuyên cho cá chép, còn cá mè là chuyên cá mè. Hả? Để chút. Vô. Ok, sao mày không chụp được hả? Tại chụp yếu á. Tại đây không đẹp. Rồi, hai, rồi, bắt đi. Rồi, ok.